Đá bóng ra ngoài biên. Và đá bóng lỗi. Cơ hội cho FC Anh Lâm. Bắn toàn. Sút vào. Và bàn thắng mở tỷ số đã đến với FC Anh Lâm. Một pha bóng có một chút may mắn. Cơ hội cho Thanh Tiên sút. Bóng đã đập vào chân của cầu thủ bên phía Hạnh Lâm và đổi hướng. Có nguy hiểm. Bóng vẫn còn với chế Thanh Tiên. Tiếp tục là cầu thủ áo đen. Vẫn còn. Thái sút. Có lẽ đây là một pha xuống cầu may của Thái, tuy nhiên anh đã kiếm cho mình đội bóng của mình một pha đá phạt góc. Và người thực hiện pha đá phạt góc này đấy chính là số 8 Tú Vũ. Một pha đỡ bóng lỗi của cầu thủ bên phía FC Thanh Tiên. Và cơ hội cho FC Hạnh Lâm. Qua người tốt, vẫn còn. Một pha xử lý rất quyết đoán của trung vệ bên phía FC Thanh Tiên. Nếu không thì sẽ có bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho FC Hạnh Lâm rồi. Anh phát lại cho cái quả mà anh lo vào. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ bên phía áo đen. Cơ hội đang còn, vẫn còn. Cơ hội, sút, không vào. Một pha xử lý rất khéo léo. Và cơ hội lại trở lại với FC Hạnh Lâm. Vẫn còn. Hai cú sút liên tiếp. Và bàn thắng vẫn chưa tới. Hai đội liên tục đưa ra những pha ăn miếng trả miếng. Số 26 Thái cũng đang sẵn sàng cho một cú sút. Dưới đáy biên thì Tú Vũ. Vẫn còn. Tú Vũ. Hai pha căng thẳng liên tiếp nhưng đều bị chặn lại bởi cầu thủ bên phía FC Hạnh Lâm. Khán giả sẽ là một liều thuốc tinh thần rất lớn dành cho Thanh Tiên. Đánh đâu? Tưởng rằng đã có một bàn thắng, tuy nhiên bóng đã đi sượt khung thành ở phía mép trên của xà ngang. Và bàn thắng vẫn chưa tới được trên Thanh Tiên. Vẫn là trong chân của FC Thanh Tiên. Đường chuyền dài tốt đấy. Sút. Một pha sút bóng ở góc hẹp. Và thủ môn của FC Hạnh Lâm đã chơi rất tập trung. Lại một pha đá phạt góc của FC Thanh Tiên. Một pha bóng rất tốt của thủ môn bên phía FC Thanh Tiên. Tài còn. Lại là một cơ hội rất tốt. Căng ngang. Vẫn còn, bóng vẫn còn. Tay rồi. Tiếp tục là một pha sút bóng của Thái. Trong những phút vừa qua thì FC Thanh Tiên chỉ thi đấu với một trung vệ. Và dường như tất cả cầu thủ họ đều. Cơ hội cho FC Hạnh Lâm. Sút. Bóng đi vọt khung thành. Trước đấy là một pha chuyền bóng rất ngẫu hứng của số 20 Khánh Nở Rồng. FC Thanh Tiên cầm bóng rất nhiều, nhưng mà giật tới. Vẫn còn. Đưa bóng vào. Đã ra tay rồi. Sẽ có một pha đá penalty dành cho FC Thanh Tiên. Đây sẽ là một cơ hội rất ngon ăn để họ có bàn thắng khuôn mình tỷ số. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng cũng đã có một cơ hội rất ngon ăn dành cho FC Thanh Tiên. Và người Antores đối đầu với Tuấn ở ghi. Sút vào. Và tỷ số bây giờ là 1-0. Và người ghi bóng bàn khuôn mình tỷ số đây chính là Antoine.
Một pha đá tì rất đơn giản, tuy nhiên đã đánh lừa được thủ thành Tuấn được ghi ở. Và người sẽ thực hiện pha bóng này, đấy là bên phía chạy lầm là Khánh Đức Dung. Anh ta ngắm nghía rất kỹ, có lẽ sẽ là một pha sút thẳng. Bóng đi rất công, bóng trở lại với FC Hạnh Lâm. Khánh Đức Dung dề dắt rất tốt, tuy nhiên cú sút đã bị cản phá. Cơ hội sẽ xây tại Lâm. Và tỷ số bây giờ đã là 2-1. Người ghi bàn cho FC Hạnh Lâm, đấy có lẽ là cầu thủ vừa mới vào sân mang áo số 17, Lâm Ba Lô. Chính xác, đấy là Lâm Ba Lô, cầu thủ vừa mới được tung vào sân. Và ngay trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên của mình, anh ta đã không làm cho cổ động viên thất vọng khi có cho mình được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Mà họ có bóng thì những đường bóng của họ rất nguy hiểm. Cơ hội và sút bóng thẳng rất hiểm của Khánh Đờ Rồng, tuy nhiên và sẽ có một pha phát bóng lên để cho FC Hạnh Lâm. Đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Thanh Tiên và FC Hạnh Lâm.